Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn. Hãy tin rằng nơi Ngài với ai đang buồn đau, Chúa sẽ lo dọn đầy những ai đang âu sầu. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương để được Chúa yêu thương. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa đã nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi trở thành con người mới. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi làm nhân chứng giữa đời. Chúa đang gọi người những ai đang buồn phiền. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn. Hãy tin thác nơi Ngài với ai đang buồn đau, Chúa sẽ lau dọn đầy những ai đang có sầu. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương để được Chúa yêu thương. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi trở thành con người mới. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi làm nhân chứng giữa đời. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi trở thành con người mới. Niềm tin tôi đã tin thác vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thác vào tình Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy bước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.